Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay bên em lại về được con máy Tewin Mower size là size 8000. Cái dòng Tewin này là mặc định là có Japan sản xuất rồi. Cái hàng Tewin này là cái hàng cao cấp các bác nha. Mà chỉ đứng sau Stella thôi. Ngoại hình thì cũng có trời sớt chút, nhưng mà cũng đang còn sáng, đẹp lắm lắm các bác. Dòng thì này thì đổi tay trái phải dễ dàng các bác nhé. Tewin Mower em vướng cái bịt lô, em tháo này để kiểm tra hoạt động nha các bác. Hoạt động thì cực kỳ êm mượt các bác ạ. Máy hoạt động êm mượt. Dòng này cái tay quay nó to, tay quay cheat code, chắc chắn ok. Size là size 8000. Thích ở cho các bác câu lục xa bờ, câu biển, đánh những con cá lớn. Dòng này trâu bò tải khá khỏe. Tewin hàng cao cấp. Dòng này có bạc đạn trợ lực này. Nó là hàng cao cấp, đứng sau sẽ tao la thôi. Cối này. Không loáng. Nhưng cũng đang đẹp lắm các bác. Size 8000. Cực kỳ khỏe, trâu bò. Thích khởi cho bác câu biển, đánh những con cá lớn. Dòng cao cấp, bền, khỏe, trâu. Rồi, con này giá là 3 triệu các bác nhé. 3 triệu. Mức giá rất tốt cho máy Tewin, size 8000. Các bác ơi, nhắn vào số Zalo sẽ có nhân viên chốt đơn cho các bác nhé. Em chào các bác.